Ghi bàn, Fridolina Rolfo 65, Amanda Ailisbert 90, Rüder Magaya 48. Khi còi tan trận vang lên trên sân Wellington, cầu thủ Thụy Điển lao đến ôm nhau vui mừng. Đội bóng từng giành HC Đồng World Cup 2019 phải rất chật vật mới lấy chọn 3 điểm trước Nam Phi đối thủ lần thứ 2 dự giải. Trong khi đó, đại diện châu Phi đứng thẫn thờ, thủ môn Kailin Swart thậm chí bật khóc vì ngỡ như có thể giúp đội nhà kiếm được điểm số đầu tiên ở World Cup. Nam Phi là đương kim vô địch châu Phi, nhưng không được đánh giá cao ở World Cup 2023. Họ hiện đứng thứ 54 thế giới, có thứ bậc thấp thứ 3 trong số 32 đội tranh tài tại Australia và New Zealand, chỉ hơn Morocco và Zambia. Đây là lần thứ 2 Nam Phi dự World Cup sau lần đầu năm 2019, nơi họ thua cả 3 trận vòng bảng, thủng lưới 8 lần và chỉ ghi một bàn duy nhất. Tuy nhiên, Nam Phi đã gây bất ngờ khi vào so tài Thụy Điển đội hơn họ 51 bậc FIFA. Đại diện châu Phi lùi sâu đội hình, di chuyển linh hoạt, bọc lót cho nhau kín kẽ. Bất lực trước bức tường người ở trung lộ, Thụy Điển phải liên tục đưa bóng ra biên để tìm cách tạt. Không chỉ phòng thủ tốt, Nam Phi còn nhiều lần phản công nguy hiểm trong hiệp 1. Điển hình là cú sút vọt xa ở phút thứ 6 của Kolasinac Biyana hay cú đá từ xa của Rifailozen. Tình huống đáng kể mà đoàn quân của huấn luyện viên Peter Gerhardsen có được trong hiệp 1 là cú sút dội xa ở phút 45 của Anna Albert. Tuy nhiên, Nam Phi đã không thể giữ vững lợi thế khi để đối thủ ghi bàn ở hiệp 2. Cầu thủ Fridolina Rolfo gỡ hòa ở phút 65, trước khi Amanda Ailisbert ấn định chiến thắng cho Thụy Điển bằng bàn thắng ở phút 90. Dù đã chiến đấu kiên cường, Nam Phi vẫn phải chấp nhận thất bại 1-2 trước Thụy Điển.